Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thêm nay, giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ, giao dịch ở mức giá 1.982 đô la Mỹ trên một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.980,12 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.985,16 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ sau khi đã tăng rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, hiện tại đang đứng quanh vùng giá 102,057 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 28.027 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,555% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 75,700 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Cuối tuần trước thì Mỹ công bố tổng sản phẩm quốc nội hay còn gọi là GDP trong quý 1 năm 2023 tăng trưởng 1,1%, mặc dù thấp hơn kỳ vọng và tháng trước, nhưng dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân quý 1 năm 2023 lại tăng khá mạnh, tăng tới 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tăng mạnh hơn mức 1% của quý 4 năm 2022, trong đó xuất khẩu tăng tới 4,8%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tính theo tuần qua cũng giảm mạnh, từ mức 246.000 đơn tuần trước đó xuống còn 230.000 đơn, thấp hơn nhiều mức dự báo là 248.000 đơn. Chỉ số việc làm sản xuất tháng 4 của Mỹ tăng từ 46,9 tháng 3 lên 50,2 điểm trong tháng 4. Thị trường lao động tích cực và chi tiêu tiêu dùng tăng tốt cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ đang phục hồi mạnh. Điều này dự báo Fed sẽ tiếp tục xem xét tăng lãi suất cơ bản đồng bạc xanh trong kỳ họp vào hai ngày là ngày hôm nay và ngày mai. Khi mà lãi suất tăng thì đồng bạc xanh mạnh lên khiến giá vàng giảm. Chính vì vậy mà phiên ngày 1 tháng 5 vừa qua, quỹ lớn SPDA Gold Trust đã bán ròng thêm 1,45 tấn vàng. Giới chuyên gia dự báo rằng các nền kinh tế lớn trên thế giới cuối tuần trước đã cho những thông tin kinh tế tích cực. Điều này sẽ khiến giá vàng chịu áp lực rất lớn. Nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất và đưa ra nhận định tốt về sức khỏe của nền kinh tế, thì có thể giá vàng trên thị trường thế giới sẽ mất ngưỡng 1.850 đô la Mỹ trên một ao. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, sau khi mà các yếu tố bất định của ngân hàng đã biến mất và đồng bạc xanh tăng giá đã khiến giá vàng thế giới lao xuống vùng giá 1.982 đô la Mỹ trên một ao, tương đương khoảng 56,5 triệu đồng trên một lượng. Theo Gold Price thì dù giá vàng có lao dốc nhưng người mua vàng và nắm giữ vàng trong 6 tháng qua vẫn lãi rất lớn đến 355 đô la Mỹ trên một ao, tương đương khoảng lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng trên một lượng sau khi quy đổi. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Nhìn chung thì giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhất bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì hầu như không có nhiều điều chỉnh về giá. Chỉ có một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh tăng giảm trong biên độ hẹp. Bởi vì đa số các doanh nghiệp vàng trong nước hôm nay vẫn tiếp tục nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, ngày mai thì các doanh nghiệp này sẽ quay trở lại mở cửa hoạt động kinh doanh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào ở mức 66,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,22 triệu đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào ở mức 66,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,20 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại không có điều chỉnh về giá, được mua vào ở mức 55,70 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 56,70 triệu đồng trên lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.639 đồng trên 1 đô la Mỹ. Đối với giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì cũng không có điều chỉnh về giá, hiện tại đã được mua vào phổ biến trong khoảng 23.260 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.630 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì cũng không có điều chỉnh sau khi giảm 20 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên giao dịch trước đó. Hiện tại đã được mua vào phổ biến trong khoảng 23.410 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.460 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000.
Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.720.000. Doji Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000. Phú Quý SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000. Tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.662.000, bán ra 6.720.000, tăng 2.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.670.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng T-Bank Gold mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. Đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. STC Huế mua vào 6.657.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.722.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.662.000, bán ra 6.725.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.658.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.570.000, bán ra 5.670.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.570.000, bán ra 5.680.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.550.000, bán ra 5.630.000. Vàng 24K mua vào 5.444,3 nghìn, bán ra 5.574,3 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.037,9 nghìn, bán ra 4.237,9 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.097,6 nghìn, bán ra 3.297,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.162,9 nghìn, bán ra 2.362,9 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.